con ngồi không không xa nhà con đường bà xịt luôn á. Sao mà con không ở lại chơi bà? Thì con ở đây chơi bà nè, con đâu đi về đâu. Con đi về. Con mai đi luôn, con mai ở cùng ở đây luôn. Con ở đây chẳng ra vậy. Chồng mai á, em chồng mai á. Để ở ngay cái quần đầu giường nè. Thì con nó bảo không biết thì con nói cho bà biết. Thì già quên rồi ba. Nhà gần sinh đấy hả? Nhà đi có 3 phút tới, 3 phút rồi tới rồi. Đó là con Mai, con là cha. Bà nói coi, bà nói cha. Mai hả không, nó một tuần nó mới thành một lần. Nó mắc đi làm. Con mỗi ngày nó thấy không được. Làm nhiều tiền. Nhiều tháng nhiều tiền lắm. Con nhiều hả? Mỗi tháng con làm 1,000 đô. Có tiền rồi. Đúng rồi, có tiền. Mai đỡ. Con Mai cũng vậy đó, Mai cũng làm giỏi lắm. Tháng mày làm ngàn không Mai? Không chia sẻ gì tài chánh mà ngoại ơi, đủ xài thôi. Nó đủ xài á. Đủ xài, đủ ăn, đủ mặc. Đủ chi phí. Tháng được mấy trăm hả? Chắc ông Mai chắc tháng nó được mấy trăm á, 900 lâu lâu được ông tổng thống con trăm được ngàn, nó được 900 á. Có con là bộ. Hả? Có mấy đứa con. Con có 2 đứa con. Con Mai hả? Nó không có con. Nói gọi là hả? Con với nó à? Lớn. Con với nó hả? Con lớn hơn. Cái trẻ này chỉ hai đứa trẻ bà ngoại. Nó chưa có, tại nó còn trẻ. Dòng nó đó. Tụi nó còn trẻ, tụi nó chưa có. Này giống hài kịch đó. Con lớn hơn rồi con có. Con lớn rồi con có con. Nhiều tiền không? Nhiều tiền luôn. Để đỡ con rồi. Đúng rồi, con rồi đỡ. Mai là có tiền nhiều. Nó nhiều tiền luôn á. Nó làm nhiều tiền mà nó không có con nữa, nó không nhiều nữa. Nó giàu đúng luôn á. Nó có già rồi, vừa chưa rồi. Nó mua cho bà quá trời cây luôn kìa. Cái này là cây tí nha. Đây là má bà ngoại. Bà ngoại của đấy. Mấy đứa đó lại lúc rồi. Đây là bà ngoại. Đây là cô Chi nè. Đây nè, này. Cái này là cô Chi. Còn đây là mẹ của mục sư luôn. Bà Xui của ông, nhưng mà đã 93 tuổi rồi. Bà Xui của cô Chi. 93 đó hả? Dạ, dạ mẹ má nha. À quên, không phải bà Xui. Má của bà Xui. Bà ngoại. Ừ, là má. Vậy là cùng giai bà á. Phải không? Nhà mỗi tám mấy thôi. Cùng giai dế bằng nhau. Bà dế bà thì mình giai dế bằng bà Mười. Kêu bằng bà.
thôi kêu bằng chị rồi. Ba mơ ngửa với nhà. Ghế gọi thì chi. Dạ nghe ngửa chị. Ghế rồi ngồi chơi rồi. Chị bà này tám mấy, bà này chín mấy. Chị tên chị em rồi. Chị thấy ông bà con thứ mấy? Con tên chi luôn. Bà thứ mấy? Chị sao? Vậy là bà kêu bà sáu. Đây bà mười. Cao. Thôi dạ yếu rồi thôi dạ, đi đi đủ té sao? Còn anh kia là bảy mấy tuổi rồi. Bằng em với tôi. Em 84 rồi. Đây là bằng tám mấy tuổi rồi tôi. Dạ. Em còn đi nữa thì em đi chứ sao vậy? Đây là mới có tám mấy thôi. Má chỉ thằng chín mấy, má trên 10 tuổi rồi. Da dế bằng nhau nhưng mà đây là nhỏ hơn má. Đây là bên Suya của con nhưng mà bậc cao hơn, là bậc ngang ngửa với má, nó là bậc bà. Tức là mẹ của Suya là bà má chồng của con Hồng. Đây là má chồng. À, mẹ của má chồng. Cảm ơn rồi lại thơm tư. Em 84 hay là 85 này nhỉ? Dạ. Tôi đâu có đi đâu được, dạ. Thôi đi không được thì ở nhà con cháu nó tới thì cũng vui rồi chị. Lâu lâu lại chơi thăm tư. Dạ, lại chơi thăm chị là vui rồi. Bữa nay em có lại em thăm chị ha. Bữa nay lần đầu tiên em đến thăm chị ha. Chúc chị sức khỏe. Còn sức khỏe là được rồi. Quá trời rồi. Chồng của Hồng. Tất nhiên là bậc bà ngoại đó. Ngoại. Cũng như là má là bà ngoại của Hồng vậy đó, là bậc ngang ngửa thì bằng má, gia dế bằng má, là bậc ông bà đó. Cũng như là bên này đây là bên bà ngoại vợ, còn bác bà ngoại chồng, bà nội chồng, bên chồng là bà nội. Đây này bên ngoại, này bên nội. Đây hả? Gia dế bằng nhau nhưng mà chỉ có một bên chồng thôi. Dạ, biết mà bữa giờ tiết cũng tới kìa, phải không? Mẹ đâu biết đâu mà. Dạ thì mắt không biết nên con có dẫn cho biết. Dạ, nên này tất nhiên là bên đây, đây á là bà ngoại vợ. Dạ. Còn bác là bên bà nội chồng. Đó. Đây đi con. Dạ con gái con. Gái là con của con. Là con gái của con. Tiếng này là con là sư gia của má thằng Phương. Ngày hôm qua ngồi bữa đó là con với chị má của Phương á, là bà Suya, là Suya. Còn bác nó là cao hơn, bác là mẹ của má Phương, thì bác là bà ngoại. Nói thì dễ dễ là bên ngoại, nhưng mà bên con gái con, tại vì chồng của nó hôm qua cô là bà ngoại mà. Ngoại nhưng mà bà ngoại chồng của con Hồng. Biết nó là ngoại của nó. Rồi, con gái rồi. Đây cô là bà ngoại. Bác là cái gì? Rồi cái này bà nội chồng, cái này bà ngoại vợ. Thì đó, hai bên hình nên bác không hiểu. Quay thăm chị, chúc em về vui chưa bà ngoại ơi, vui quá vui nữa. Nhiều người thăm quá chừng luôn bà ngoại ơi. Vui nha. Nói gì? Nhiều người thăm bà ngoại quá chừng luôn, vui không? Vui quá vui. Ok, gọi nói dùm à, bà của con nói là cảm ơn mấy cô chú anh chị em tới thăm. Chào bà. Bà ngoại con kêu mấy cô uống nước chưa? Dạ dạ rồi. Gái em. Dạ. Cháu ngoại của ngoại ở là. Dạ cháu chị rồi. Đây là đồ mã không có lệnh rồi. Thăm bà khỏe, ráng khỏe nha bà. Chắc phải hay ráng khỏe nha. Dạ, lâu lâu là thăm. Lâu lâu là thăm. Dạ.
Chết rồi. Dạ. Không chết đâu bà ơi, không chết đâu, bà còn sống dài đó. Bà còn sống dài đó. Buồn quá, già quá, không biết gì hết. Con cháu lại thăm thường đi. Mà nếu con chơi không nghe rồi. Dạ được, được, không sao bà, tụi con lo rồi. Không sao, đúng rồi, đúng rồi. Lại cứ chơi thăm, là thăm mấy đứa cháu tụi ở rừng kia. Tụi nó biết gì hết. Tụi nó biết gì hết. Hay là quay út ăn cái này không? Cái này là cái là bơ rừng là xét á. Được rồi. Lấy cho mẹ xuống á. Có mà nhớ đâu đó, nhưng mà tự nhiên đi ở nhà học Kinh Thánh thì Chúa cho tôi thấy rằng phải làm, và cái đó là phải làm. Ngày thường chúng ta đầu tháng ai cũng mất đêm mình làm rồi mà, là tại sao mẹ mình không làm? Bởi vì bà yếu đúng không? Nhưng không phải vì bà yếu mà mình bị gián đoạn, mình phải làm. Thật ra hôm nay rất là quý. Birthday của mẹ tôi là bà Đỗ Thị Nghiệm, 93 tuổi. Con có số tuổi yêu Chúa nhất. Không phải mẹ con lớn nhất, nhưng mà mẹ con có số tuổi để sống thương chúng con và gìn giữ chúng con tới ngày hôm nay. Xin chế để chúng con từng em nhỏ, chúng con khỏi nữa. Vì đứa gì như thế thôi, vì cha rời rời em. Amen. Quý vị thấy không?